Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan này vừa bắt giữ 6 đối tượng buôn bán pháo nổ. Trước đó vào lúc 20 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2019 tại cây xăng dầu xã Nghi Vạn trên tuyến đường Tránh Vinh, công an huyện Nghi Lộc đã phối hợp với đội kiểm soát hải quan cục hải quan tỉnh Nghệ An bắt quả tang 6 đối tượng có hành vi vận chuyển 10 thùng cạc tông có chứa 240 khối pháo, tổng trọng lượng 347,1 kg. Tại cơ quan điều tra thì bước đầu các đối tượng đã khai nhận đầu tháng 9 năm 2019, Đinh Ngọc Huân ra địa bàn huyện Nghi Lộc móc nối với một đối tượng tên Tuấn để mua bán pháo. Tìm được mối tiêu thụ, Huân gặp và nhờ Đinh Thanh Bình mua pháo. Bình lại nhờ người em họ của mình là Đinh Thị Hoa Lài mua pháo về bán lại cho Bình và Huân. Khám xét nơi ở của các đối tượng Lài và Tân tại Quảng Bình, lực lượng chức năng còn phát hiện thu giữ thêm 170 kg pháo cùng loại. Ngoài số pháo trên, ban chuyên án còn thu giữ 7 viên ma túy tổng hợp trong người của đối tượng Đinh Mạnh Cường cùng 2 xe ô tô tải, 1 xe ô tô con. Hiện chuyên án đang được công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra mở rộng.